là phần 1 thôi nha, tí nữa mình ra mà săn gỏi gà, là một ức gà nữa. Good morning, my son. And this is part of my life. Of course, not the building. Không phải mấy tòa nhà. Không quảng cáo mấy tòa nhà. Yeah, mình đang... Đây. Đây là cảnh Việt Nam đang xây nhà đây. Oh, too much. Lần đầu tiên mình dùng cái gimbal này. Cái đồ tay cầm này nên thành ra đang thực tập. Well, here we go. Đây. This part of my life right here. Mỗi buổi sáng. Đây. Để coi mặt xuống nè. À, xuống, ở xuống nhẹ, xuống nhẹ nhẹ vậy. Đó, nhẹ 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 nhẹ. Đang tập xài cây cây từ sự các bạn. Không phải cây từ sự. Cây gimbal. Rồi, đây là lại. Hello, hello. Hello, son. Well, I'm in the hotel. Đang ở trong khách sạn. But, to achieve your goal in fitness, you have to do this. Đơn giản các bạn. Mình chỉ là quay... mình đang trên con đường đi du lịch, mà cũng như con đường get fit. Không biết ai xem được video này hay không thì sau này mình tự mình xem. Đó là những kỷ niệm hard work. This is my morning recipe, my secret. And to my son, this part of my life too. This is my secret to get to shred the fat, để giảm cân. Thì mỗi người có mỗi được kiểu khác nhau đúng không? Nhưng mà cái mình đã create được, tự chế được một cái cocktail buổi sáng, mình thấy rất là hay ho. Tôi muốn chia sẻ với các bạn, đây là trà. Điều nào khách sạn không cho hai gói trà đúng không? Dùng hai gói trà, hai gói cà phê đen. Đây. Cà phê đen, hòa tan nha, đen không đường nha. Tại nên mình không muốn, mình đang fasting thì mình không có muốn bỏ đường vô để break cái fasting của mình. Gừng, chanh. Đó, everything vô trong cái ly này. Đây. Trong ly này. Như cái để quay cái xe mình tại sao mà cần nhiều thùng vậy? Lý do là nhiều thùng vậy này. Đâu, mình phải đem thêm bột nè. Protein nè. Isoprotein. Đấy. BCA and C4 là cái chốt theo buổi sáng là có cái này. C4, nhưng mà nó để cái scoop trong đó, mình không có dùng hết một cái scoop đâu. Mình dùng cái teaspoon chút xíu vậy thôi. And cái BCA mình chở, bỏ thêm một cái xíu, cũng cái muỗng nhỏ đó. Tại sao mình không dùng cái scoop bự của nó vậy? Đấy. Bởi vì hồi xưa mình hay cái theo tụi nó lắm, nhưng mà thật sự cái market á, nó muốn mình dùng cái scoop bự này để cho nhanh hết, để mua. Wow, mua supply fitness ở đây không có rẻ đâu nha. Mình mua cái hộp này với cái này, cái hộp C4 với cái hộp BCA này, với cái bar này thôi, với là cái bịch này 4 triệu đó. Là last đâu khoảng đâu, chắc mình nghĩ tầm tháng. Cho nên thành ra wow, mình về đây sống dài hạn mà. Đấy, cho nên thứ nhất không phải là cost wise mà thứ nhì á, nếu mình bỏ too much mấy cái này á, cái lá gan mình á, nó không có lọc được. Cái lá gan mình nó lọc đâu chút xíu rồi nó bỏ hết, nó thải qua cái đường nước tiểu của mình hết à. Đó là một, và không có tốt cho gan với thận đâu. Thành
mình hạn chế, mình bỏ cái múc cái muỗng xíu rồi thôi, nhưng mà trong đó mình bỏ cà phê là đây là organic đúng không, trà là organic đúng không, đó mình dùng cà phê với trà nó cho mình cái boost, cộng thêm cái vị C4 này với là cái BCA này là nó có cái watermelon taste là cái vị dưa hấu, thì nó sẽ hài hòa cái nước gừng trong này nó không còn đắng nữa, nó cho mình cái vị ngọt sweetener nhưng mà không phải là ngọt của sugar, không phải là của đường. Right. Well, if you want your result, you have to do it. No simple way. Không có đường tắt mà cũng không có đường rút ngắn mà cũng có đường mà gì hết. Thì basically bây giờ là mình đã try it for a week already. But I see my result a lot. See, before I không có thấy cái ngắn ngắn gì đâu. Nhưng mà only a week thôi là nó đã rút mỡ được nhiều lắm á. And then plus you have to work hard in the gym too. So, ok, let's go. Bây giờ mình chuẩn bị lên đường đi gym. Mình sẽ ghi hình tiếp. I'm talking to my son and myself anyway. Ok, I'm going to the gym now. So, it's part of my life, Vietnam. And now I'm going out and get ready for my food on the way to the gym. So, see you in a bit. Ciao. Rồi, đóng cửa, tắt đèn. Wow, mày cầm cái này á, nó vương víu quá trời. Tại vì mình phải cầm hai bình nước, một bình nước lạnh với một bình nước trà gừng, gọi là pump cocktail của mình. Hy vọng bên đây bà bán phải tưởng nhỏ cuối cùng đâu lớn, đâu nhỏ lớn. Well, I'm back to my YouTube channel. I don't know what I'm doing, man. But I think I just record everything that I do. So to give me a part of my life, and so you can see a picture of how my life are in Vietnam, and everyone else can see it too. Oh, life in Vietnam is simple as long as you know what you're doing. Oh, it's raining. Mưa rồi các bạn ơi. Bữa nay mình đem đồ chơi ra bị mưa rồi. Mưa bay bay à. Thôi kệ đi. Này mua còn mấy cái bánh chưng. This is my breakfast. Dạ chào con. Rồi, cô bán gì đây? Cô bán bánh chả lụa nè, bánh chưng nè, bánh nậm nè, bánh giò, và bánh giò, bánh bèo, bánh hỏi, bánh bèo, bánh hỏi luôn. Ồ, nhưng mà mình mua mình đem mình để trong phòng mà tới trưa mình mới ăn, là thành ra mình không có ăn được mấy cái bánh khác, ngoại trừ bánh chưng là dễ ăn nhất. Sẵn ghi hình để cho mọi người thấy cái quán của con. đây nè, đây, bánh bèo, bánh hỏi, bánh giò trên đường Nguyễn Thị Thực, kính mời Nguyễn Thị Thực, Nguyễn Thị Minh Khai. Kế bên cái môn môn mập tìm tiện lợi này. Mình chưa xài thời quen thôi. Rồi cô cho con hai cái bánh chưng nè bà, hai cái bánh chưng, hai cái bánh giò. Còn hôm qua nghỉ 2 ngày, đưa một ngày nghỉ còn hai ngày bệnh đúng không, không khỏe hả? Hai cái bánh chưng, ba cái bánh giò, còn thiếu gì nữa không? Thôi vậy đi. Ô, cho con để coi em.
Bánh chưng thì mình để tủ lạnh được bao lâu ta? Bao lâu? Không có để tủ lạnh, để ngoài. Để ngoài. Cái bánh nó cứng á. Ờ cứng á. Nó dỗ, nó bánh hay có hành như gạo á. Ờ, sao mình nấu nóng là được mà. Không, nấu nóng mà cho nó có hết được không? Được, được, con bỏ vô cái ấm nấu nước sôi con nấu được, bữa con nấu ăn được. Vậy để tôi làm được đúng không? Được mấy ngày đúng không? Vậy cho con thêm cái đi. Cái này cả. Ừ, một cái. Ờ con cặp đi. Ờ vậy. Ờ vậy em được đây, nhiêu hết con? 30 ngàn. Cho con gửi con. Lấy giùm con. 30 ngàn, ăn mấy ngày luôn, ăn hết. Ăn hết, hai người luôn nè. Con ăn mình nè. Con ăn mình là tại con với lại con ăn kiêng, con phải ăn như này không đâu, con còn đi ăn vậy khác, con ăn ức gà, xà lách rồi bánh mì rồi con mua cho mày nữa. Tại tại con để con khi nào con đói con ăn cái giống như khỏi với mình đi ăn bậy á. Ăn giảm cân. Dạ ngon con, bánh chưng bánh giò con ăn thích. À, đợi con đem đây con đợi cho nó bị chạy con ra lấy, con đem đây con bỏ mất cái sen á. Well, this Busan is the morning. One of the street in Nha Trang is called Nguyen Thinh Thuc, and this is a block away from beach. But I like it here better for many reasons. I can get to buy my breakfast. I'm not really a beach person that have to wake up and look at everything. Well, it's okay. Sometimes I like beach view. I get beach view sometimes. Sometimes I don't. This is my activity life, so I like to hang around here. Especially, I love this place. It's for my bike. There we go. My bike got a special place to park here, and it's a big bike compared to all the little bike here. And see, well, I took like two spots. There you go, my organic, humongous bike. But I gonna do a full review of my bike later. Mình mua đồ ăn sáng, mình móc đây cả rồi. Tí nữa chiều vậy, đi tập về xong mình lấy mình về mình đem lên phòng mình ăn cho nguyên ngày. Ăn mấy ngày luôn, mấy ngày như này mấy ngày. Oh man. All right, so time to head out for the gym. This part of my life, every morning I do the same thing. I do my morning coffee drink, black coffee only with ginger, lemons, and C4 and BCA and tea. Well, the hotel provide tea and coffee, so that's why I did. I get to drink that. I'm just joking, but if they're not provide, I can buy it. It's not that expensive. It's a whole box of 15 pack for a couple dollars, right? So life in here, it can be short, but you have to know what you buying and what you eating. Part of my walk. Anything? Nope. I got my here. The bike is hooked up there. So I just now I'm walk across the alley. Đi băng qua cái đường luôn. Now this is what Vietnam. You cannot be hungry because it's food everywhere. See? This is one of bún bò bán buổi sáng and bột cơm. And this is another bún again. This is fruit. See fruit. And we got chả tắc and orange too. So well, this is how I like to live my life. Walking around Vietnam and go through every alley and go through everywhere. This part of bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ.
Dạ dạ cảm ơn, chưa ăn giờ. Well, get your walk a little bit in the morning. It's good. This kind of my warm up before I get to the gym. If you want a result, you want to get fit, by the end my channel is to bring energy to my son. One of them, a few of them, actually now it's one of them, a little bit obesity, that's Ethan. Well, Ethan, this for you. If you watch this video, I hope so. But it doesn't matter you're watching now or 20 years later. The energy is still there. So if you want to lose your weight, you gotta do the work. It's like everything else in life. Wow, cuộc sống đơn giản vậy. Bạn muốn cái gì thì bạn phải hành động để kiếm cái đó. Đó không thể nào bạn mình giống như mình muốn sức khỏe, mình nói mình cái ở nước ngoài để mình đi kiếm tiền thì không thể nào. Tiền không đổi ra sức khỏe và tiền không mua được sức khỏe. Well, that's bottom life. Bottom line. So I do this, a lot of people get laugh at me. Oh, this guy, you know, got nothing to do, is whatever, blah blah blah. That's the chuyện của họ nói, right? Chuyện của mình làm, tại vì chỉ có mình mới hiểu được những gì mình làm và những con đường mình sẽ đi. Đấy, thì mình đi con đường nào, mình gieo nhân nào thì mình sẽ gặt cái quả đó thôi. Đó, thì giờ mình gieo nhân lành ở trên cái fitness là luyện tập thì cái quả mình sẽ được là sức khỏe. That's it. But you have to work at it. You don't go to the gym and just stand there on top. But you go to the gym and you work, you get sweat. And you prepare your morning. Oh, this is my gym. Before I stay here. This is a prayer. I did a YouTube on that too, right? But now I want to cross the alley. It's cheaper, atomic wise. And I get them clean my food, my room every day. And this is đường Hùng Vương, right? This one is đường Hùng Vương, right? There we go. Morning, very quiet. This is why I like Nha Trang, right? It's quite sweet. It's never busy. It's always like this. And the air is fresh. Most importantly, the air is fresh. And this gym is Olympic Nha Trang gym. I went to this gym when since it opened. And it's okay now. It get update. It got a lot of cardio equipment. This is the front desk. And now they open the full. I go review the coffee place. Here we go. Đây là sinh tố nước ép trà sữa luôn. Đây là chú bảo vệ. Đây, trái cây. They say this is a kind of a trick way to get you get you eat drink a lot of juice and get fat and go to the gym. Right? It consistently you go to gym forever, you still don't lose the fat because you drink the juice too much. Well, anything you drink, it count. If you want result, watch out your drink and watch out your food. Right? Muốn kết quả thì các bạn phải đây. Ở đây các bạn luôn bột gạo lứt. Mấy cái này bán đúng không em? Dạ đúng rồi. Đồ ăn dinh dưỡng, giảm cân. Well, we go a quick walk through the gym. This is it's a cardio section. Mostly for women place. This more for women. There we go. Left hand. Got the kids play here. While gym in here, they don't kind of bend kit. Anybody can go, even bar. Kid can go to the bar too. But I don't know with the music, it's you can hear me or not. But this is equipment here. The free weight. Wow, it's sick gym. I like the music in here. The music's very energy. They got this for squat, deadlift.
This circuit training, and this other freeway here. You see the music? It's very energy. Wow. Okay, guys. I'm gonna do my work now. Enough for blah blah blah. It's all time to work. You don't work, you get nothing. Well, for financial wise, I work my ass when I'm 12 years old. I earn my financial wise. And now I'm 40, I gotta work my ass off for my health. Simple as that. Có nhiều người hỏi ôi sao mà rảnh đi làm những thứ YouTube này, mình làm YouTube này không phải để kiếm thu nhập, mà mình làm YouTube này cũng phải để lấy view và mình để lấy cái năng lượng cho con mình và cho mọi người. Ai mà muốn những cái thành quả gì thì phải cố gắng đi trên con đường đi kiếm cái thành quả đó, chứ không có tự động mà có đâu. À, còn cái chuyện tài chánh, ở đâu có tài chánh thì ở đó mình đã xây dựng tài chánh. Mình 52 tuổi mình đã làm hai job bên nước ngoài rồi, thì bây giờ mình 40 tuổi mình đã có đủ tài chánh để mình đi những cái con đường này đó. Thì mặc dù mình đi này nhưng mà tài chánh vẫn bình thường thôi, không chứ không nghĩ là mình đi vậy là mình sẽ không bỏ hết tất cả những cái việc mà mình không còn cái mức thu nhập ổn định nữa. Tất cả mình làm cái gì thì mình phải có kế hoạch và plan vậy. Nhưng mà lot of nhiều các bạn viewer cứ comment, nhiều khi có hỏi là ồ vậy làm cái gì lấy tiền cuộc sống. Cái chuyện đó là các bạn everybody, mỗi người mỗi khác và mỗi người đều có một cái sự sắp xếp cho mình, đúng không? Đó, thì ai sắp xếp được gì tự sắp xếp đó thôi, chứ là đâu nói được, đúng không? Đó, đương nhiên có tiền mới sống được, mới ở khách sạn được, và mới đi gym được, mới tập luyện như làm YouTube mỗi ngày được, chứ nếu không có lấy đâu, lấy đâu ăn, lấy đâu uống, lấy đâu ở, đúng không? Miễn sao không mượn nợ được rồi. Đấy, nhớ không? Đúng không? Giờ cái thể hiện lắm rồi, không? Cái ngồi tàn là những cái quán xịn sò ăn uống mà cuối cùng nợ, cuối cùng cứ nợ năm nào cũng trả nợ bù đầu luôn rồi đó, mệt đó. Đấy, cho nên sống sao á, đừng có nợ người mà cũng đừng nợ tình, cũng đừng nợ tiền, đừng nợ gì hết, là đó là tự tại, là mình nên sống con đường tự tại của mình, tại vì mọi thứ mình sắp xếp được hết. Đã cân tất cả bởi cái cây này cân hơi bị ok. Ok, khi sau chào các bạn. Ở bao mười mấy phút thôi một cái clip. Chào, have a good day. Trời ta, rồi sau khi một tiếng hồ đi, no, 5 tiếng hồ đi trong gym, đó, mình đã về. Rồi đây là cái ly mình đã uống hết. Ly trà gừng, thấy gừng này không? Gừng nè. Trà gừng, rồi này là cà phê của sạn đưa mới cho ngày mai, là mình chuẩn bị cái này cho ngày mai. Đó, cắt cái này lên đây, cho ngày mai uống. Rồi đồ ăn thì mình lấy sẵn khi mình đi, trước khi đi mình lấy cái hộp này mình order sẵn từ hôm qua, ăn nữa còn dư nữa. Là cái này là gạo lứt cuốn rong biển. Đó. Rồi tủ lạnh có cái gì mình làm sẵn một cái một chai về luôn. Trong này là bột protein, bột này iso protein hấp nhục hấp thụ nhanh cho cơ, nuôi cơ. Đó, chai đậu nành này 30.000 nhưng mà mình lúc nào cũng đưa cho bà bán 40.000, coi như là 30.000. Đó, dù sao cũng công là bà nấu ra cái đậu nành này uống được mấy ngày. Đó, thì về mình pha sẵn gì mình trong này có bột cinnamon, bột cacao. Đó, bột cacao này, cacao nguyên chất luôn, rồi tí mật ong để hấp hỗ trợ cho cái đề kháng sinh của mình và cái hấp thụ. Rồi đầu cái sữa protein bột thì mình pha sẵn. Bây giờ mình pha chung đậu nành vậy để cho cái lượng protein out. Guys, if you want result, this is what you do. Nếu các bạn muốn tập mà có kết quả thì đừng nói là nghĩ là màu mè, nhưng thật sự không phải đâu. Cái lượng protein cần nạp cho cơ thể rất là quan trọng, nếu các bạn nạp không đúng thì là không có đâu. Khô, về cái ấm nấu nước này lợi và hại luôn. Lợi hại chứ không phải là hại. Thấy gì không? Một lon cá hộp, 3 quả trứng gà. Ghê không? Cá hộp làm nóng á. Ở đây là cái khách sạn chứ không phải là căn hộ. Căn hộ thì có luôn lò nướng, nấu bếp, đồ microwave đồ. Còn ở đây là khách sạn, thành ra mình không có mấy cái nhân vật dụng đó, thì mình dùng đủ một cách để mình nạp cái lượng protein của mình.
bình thường mình ăn order salad gà, nhưng mà mình salad gà hôm giờ mình ăn ngán rồi. Mình ăn ngán rồi cho nên giờ mình chuyển qua ăn thứ khác. Nhưng bữa nay mình có, bữa nay nó không có salad, nó không có món mình thích ăn nữa đó. Ghê. Đó, nó có món mình thích ăn nữa cho nên mình ăn cá hộp với cái này nạp vô này cũng được rồi, nhưng miễn sao là có protein cho người thôi, trong trong cơ thể là ok. Đó, cái giấy này. Wow, this is the first meal right, and còn nữa, đây là những kỷ niệm mà ha. You want result, you want kết quả, that's what you need to do right. Thì đây là ăn để có kết quả này, cho tí mà muốn ra ngồi ăn con vịt quay nữa, con vịt quay so easy, dễ mà. Đó, nhưng mà ăn vịt quay thì miễn bàn đừng nói tới kết quả. Đó, nó không có ra đâu. Đó. Vì đây, đậu khuôn. Chơi luôn, có phần sống vậy luôn. Đó. Hồi nãy mình nạp một cục rồi, nhưng mà này tự nhiên mình sực nhớ là làm cái video để cho có... cho có video để mà... kỷ niệm của mình sau này thôi. Để mình rửa bằng cái nào ta. Thôi, đậu khuôn cũng mua 2 ngày rồi cho nên giờ trước khi ăn thì rửa sơ nó một cái, lấy cái nước này rửa luôn. Đó, ngâm vậy là nó nóng cái đậu khuôn. Có một tay à. Không có cameraman thành ra không có tay để mà cầm cầm đồ. Rồi trứng, tí nữa mình sẽ đập trứng, mình chơi vô đây luôn. Rồi là dùng từ ba mâm dùng vô cổ. Everything rồi cũng xong. Đó. Đại khái là vậy ha. À, ngưng cái video cái giùm cái coi, nghe nó vô đây nó lộn xộn á, bùm lum la. Đang làm việc đàng hoàng mà. Ủa phòng cái tivi bên kia ngưng giùm cái coi. Ngưng cái bên đó, ngưng cái đang quay video ở đây, mở cái tivi đó sao đây quay được. Thấy không? Để kỷ niệm sau này em biết mình đang lằng nhằng gì luôn. Đó, đại khái vậy đó, thấy không? Là giờ cái phần protein meal nè. Cá hộp nè. Protein shake nè. Tofu nè. Đó. Rồi á, giờ làm sao vớt cái trứng này ra ha. Có cameraman thì một tay mình quay dễ, không có cameraman á mình phải làm một tay vậy cho nên á. Nhưng mà wow, this is life man, nothing's easy. Mà khi mọi thứ không easy á thì wow, you find a way, you don't give up right, tìm cách thôi. Nếu mà give up thì nói chi nữa, give up thì đơn giản là không gì để nói nữa hết. Không, hết phim. Thôi, làm được ơi, không có này ơi, trong khách sạn sao nạp protein được. Hơi này, hơi kia. Rồi, vậy là phần 1 thôi nha. Tí nữa mình ra mà săn gỏi gà, là một ức gà nữa. Đó, rồi á. Đó, một ức gà nữa. Rồi á, mình sẽ mình sao ta. Đây này đây à, mình sẽ nạp cái ức gà, mình sẽ nạp cái những cái phần khác nữa. Oh, challenge, see, I did it. Oh, có một cái đây này trở lệ đi, khó nhưng phát gì múc gì phát, ngồi lột cái vỏ trứng là mệt bà cố luôn, mình lười ngồi lột lột đó, nó sao nó cứ dính, không hiểu sao nó cứ dính đấy, lột nó lâu lắm. Mình bước đập viên phát bể làm hai xong rồi hả. Có mấy xay quăng này vô mấy xay xay uống luôn, không cao si không á, không có gì đâu. Hồi xưa mấy thằng chơi vậy không rồi nhá, bên kia mình dục nguyên cái trứng vô trong tủ lạnh á, mình xay luôn. Cái này nóng. Cái này nóng phải không? Bỏ xuống cái cơm nó nguội.
hai cái nách ba trang hòa nhau vừa, vẫn ăn được ngon lành như ai, professional luôn. Đó, ngon ngon thôi. Khổ sở. Thấy không? Để mà duy trì quay những cái video này không phải đơn giản đâu. Đủ thứ phải cố phải nữa. Đáng để chửi thề đó mà tập bớt giảm chửi thề. Mỗi ngày có thấy đằng chửi mẹ này nọ thôi mô Phật cho rồi đi. Không là mình phát kịch nãy đây. Thôi dẹp ngang rớt lần nào khỏi quay nghe, nghỉ em mệt đó rồi. Suy man. Để quay được cái video này phải dễ đâu. Cực khổ lắm á. Nóng cái máu gà. Nóng thiệt mà. Cái hộp nè. Cái hộp anh nóng mà. Đụng vô nó lung lay. Nó vừa nóng mà nó vừa ra sót luôn. Thật sự cái hộp thì không phải là cái choy để ăn healthy đâu. Nhưng mà giờ không có choy nào khác ăn đại đi. Đồ gì những trong cái hộp thật sự nó mới healthy. Cho nên sau những bữa ăn này thôi mình dẹp nghỉ, không có chơi Việt Nam nữa. Trở về lại Canada ăn ức gà Costco. Chiến đấu lại một trận chiến khác. Rồi xong, ta ta. Một phần ăn protein meal. Rồi là có cá, có trứng, có tofu, gạo lứt, cho thêm cái ớt nữa. Ngon ngon. Đó, ghim cái ớt như này. Đó, ghê không, quá ghê luôn. Đó, ớt biết có rửa cho nữa mà, sao chụp đại vậy này, không chết à. Đây, ta-da, ok, vậy thôi. Bên dưới chúng ta xin mời cho các bạn. Peace out. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong 10 năm nữa. Rồi sẽ có kết quả. Cứ làm đúng đi. Đừng lo kết quả nó sẽ đến thôi. Không chỉ sợ các bạn không làm mà đòi kết quả từ đâu ra. Đúng không? Cứ làm đúng thì kết quả từ sẽ đến. Ok. To my son, this are my life and this is my food for, I don't know what it is, but well, my protein meal to give me all the nutrition for my rebuild muscle. So well, this is what you need to do to get your muscle. It don't come easy, man. You gotta work hard, you gotta eat hard, and you gotta do everything right. Right? And in life, nothing's easy, right? You gotta be patient and keep work at it. And wish you all the best. Work hard, but don't break your heart. And I love you all. Bên đây chúng ta. Bye bye. Peace out. Every single day.